lớp mấy rồi? À, giờ anh có mang cá ra cưng nè. Coi ơi, mở ra coi. Em mà coi cá đẹp không? Chào anh em nha. Thì hôm nay mình có một đơn hàng cho anh khách lớp 6. Đây à, thì bạn này thấy mình đăng ảnh nó cho anh chợ tốt đó các bạn. Thấy cá không? À, cá này hy sinh nha. Gọc hy sinh của mình á. Bạn hãy xem à, ha. Quay đẹp không? À, bạn ấy mua một cặp rồi ha. Cặp lớp 6 nha các bạn. Cặp lớp 6. Mua một cặp rồi ha. À, thì thấy mình đang chờ tốt á, bắt đầu cái mới nhắn tin inbox Zalo mình. Đó này lớp 6 à, em mua một cặp rồi ha. Nhắn tin là bữa thứ hai mà hôm nay chủ nhật. Thì mình có đi công chuyện ở ngoài Cần Thơ nè. Sẵn mình đem cho bạn ấy luôn. Thì em á hỏi bao nhiêu tiền. Thì mình nói là có một cặp rồi nha, mình nói là tính ly cà phê đây em ơi. Đó. Có nghĩa là mình nhờ ấy em nó thử em nó có bao cà phê mình không. Nó chơi thôi chứ mình vẫn trả được, tại vì mình yếu là anh em đam mê mình tặng thôi. Em ấy mua một cặp à, bữa nay mình tặng nhiều cặp nha. Cái này dòng mỹ sinh nha anh em, mà rất là đẹp đúng không? Hay quay đuôi này kia được không? Quay gần nè. Đó, đẹp ghê không? Mình tặng cho em nó luôn. Đó. Thử coi hấp 6 mà có đam mê là được rồi. Thấy anh chị em. Rồi bắt đầu mình đi nha. Thôi này bọc. Điện thoại mình quay nó được xem ha. Rồi đi thôi. Đây nè các bạn. Em ở đây các bạn. Đó, thế là đây, thế là đây. Đó. Nè nó đâu riêng cái nó mua nước của mình sẵn nè các bạn. Nước này là đâu có. À nó tặng phải không? Hồi lớp mấy rồi? À, giờ anh có mang cá ra cưng nè. Coi ơi. Mở ra coi. Coi cá đẹp không? Để cho nước xuống đi. Nè. Đây thấy ồn các bạn gần chợ á. Rồi cầm lên. Coi ơi. Cá thế nào? Đẹp. Đẹp không? Hả? Đẹp không? Đẹp. Cứ đặt mấy cặp? Dạ, có một cặp. Đặt một cặp mà anh giao một trống vậy luôn hả? Hả? Rồi sao vậy? Hả? Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 6. Lớp 6 mà đam mê nuôi cá, nhà có nuôi cá gì không? Dạ có. Nhà có nuôi cá gì? Dạ mấy cá beta. Beta phải không? Rồi giờ chơi bảy màu phải không? Dạ. Rồi nhà có cái hồ gì không? Thả đi vô. Hồ thế nào? Lớp sẵn chưa? Dạ à. Các bạn học lớp 6 mà nó đặt cá mình nè các bạn thấy không? Đam mê nuôi cá gọi mình nói là có đi ủa mà cà phê nè, nói là đổi cà phê mà hả sao ở dưới nó nãy là nó đây mua mình hai chai nước nè các bạn thấy không, đi đến không à, có nước luôn thì tim bích ơi 247 gì đó à, 50 nuôi cá lớp 6. Ở lên qua YouTube biết là con biết YouTube không? Coi kênh YouTube anh chưa? Dạ chưa. Không có gì nữa anh cho con share lên nhân coi. Nhắn tin mình mở mua cá rồi luôn nè các bạn, mình đang chờ tốt thấy không? Đó, chờ hết đâu. Anh cho con bọc luôn hết đâu. Rồi. Nói chung là mình đam mê nuôi cá được. Rồi đáng mấy tiền đâu. Rồi có tặng mời nước anh không? Có. Đâu chai nào? Chai 247 được không? Rồi ok anh lấy ha. À. Rồi cảm ơn con nha. Dạ. À, một cá mình đổi được chai nước đó các bạn. Chai nước này con lấy đâu vậy? Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra trong suốt các buổi sáng của chương trình. À, rồi nó xin đâu đó được. Rồi cảm ơn nha. Giờ lấy về luôn nha. Rồi giờ anh đi nha các bạn nha. Rồi tạm biệt các bạn ơi. Cái tiền nữa hả? Trời ơi, nhiêu tiền? Cái này nhiêu? Cái tiền cá mà này nhiêu tiền vậy? 20.000. Ôi anh không lấy đâu, trời ơi, giữ tiền anh lấy cho nước à. Rồi vậy nha. Cá anh tặng con bọc đó, về luôn nha, cá này đẹp nghe luôn. Còn thí sinh rồi đẹp á, về luôn nha. Rồi anh mình sẽ lấy cho nước nha các bạn. Mình không lấy cá của em nó. Rồi anh nói rồi. Hậu lớp 6, em ơi cá nhắn tin gọi điện cho mình nãy giờ. Đó, rồi trả tiền cho mình luôn. Rồi anh không lấy. Thôi bây giờ anh đi về nha. Rồi giờ chào tạm biệt các bạn đi, bữa nào gặp lại ha. Rồi tạm biệt coi. À, rồi bây giờ tạm biệt các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nha. Hôm nay anh có đứa nhỏ đó, đam mê được cá là được rồi.
rồi nhớ like đăng ký kênh để lại cho mình một comment góp ý nha. Cảm ơn các bạn, bye bye. Rồi.